dân mạng Trung Quốc đã bị sốc. Nông thôn Việt Nam đã giàu có đến mức độ này rồi sao khi xem được video này? Các bạn thân mến, một ngày trước, trên mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải một video quay lại cảnh vùng quê ở Việt Nam. Điều đặc biệt ở video này đó là nhà nào cũng giàu có và khang trang. Chính điều này đã khiến cho netizen Trung Quốc bị sốc vì họ không ngờ rằng một vùng quê ở Việt Nam lại có thể có nhiều biệt thự đến như vậy ngoài khả năng tưởng tượng của họ. Còn một số người Trung Quốc thì tìm đủ lý do để phủ nhận điều này. Họ nói đây là nhà của những người Trung Quốc ở Việt Nam hay là do làm ăn với Trung Quốc mới giàu được như vậy, tất cả đều nhờ Trung Quốc. Đặc biệt, nhiều người Trung Quốc còn khoe ở nước họ có những thành phố lớn và hiện đại bậc nhất thế giới. Sau đó còn khoe những nhà cao tầng chọc trời để hơn thua với vùng nông thôn của Việt Nam trong video. Trong khi đó, chính một người Trung Quốc nói rằng nhà cao tầng không đại diện cho sự phát triển khi họ thấy những tòa nhà cao tầng ở Việt Nam. Đó là logic nghịch lý của người Trung Quốc. Họ luôn tìm đủ mọi cách để phủ nhận mọi thứ trừ sự phát triển của Trung Quốc. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một số người đã từng đến Việt Nam và hiểu được thực tế ở Việt Nam ra sao, nông thôn Việt Nam đẹp như thế nào. Vậy cụ thể, netizen Trung Quốc đã nói gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Những ngôi nhà ở vùng nông thôn của Trung Quốc đại lục tuy đắt tiền nhưng lại xấu xí và không được cao cấp như thế này. Theo tôi được biết, lương của người Việt Nam rơi vào khoảng 500 đến 1.000 tệ, người cao nhất chỉ đạt khoảng 3.000 tệ. Họ lấy đâu ra nhiều tiền để xây một căn nhà đẹp và rộng lớn như vậy? Thu nhập một tháng của tôi là 5.000 tệ, không đủ để mua nhà, chỉ có thể mua nhà trả góp và đóng tiền lãi hàng tháng. Người Việt tụ tập không một nào, nhà ga, bến xe, sân bay, nhà hàng, khu thương mại đều giống nhau, thói quen vệ sinh tốt, không ai khạc nhổ khắp nơi, nhà riêng rất sạch sẽ. Trung Quốc cũng có những biệt thự nhỏ ở nông thôn, có gì mà khoe khoang về Việt Nam? Hồ Nam có đầy những ngôi nhà như thế này. Khoe khoang, có rất nhiều nhà gỗ rột nát ở Hoài Hóa, Hồ Nam. Ngôi làng Việt Nam này đánh bại 98% nông thôn Trung Quốc. Hoài Hóa, Hồ Nam là nơi có lượng dân tộc thiểu số đông nhất, họ khác với người Hán chúng ta. Thế họ không phải người Trung Quốc chúng ta à? Họ là những người nước nào vậy? Tại sao lại sống trong lãnh thổ của Trung Quốc? Bạn cứ nghĩ người Trung Quốc chỉ có người Hán sao? Đúng là nghèo thì vứt bỏ, con rau thì nhận đó là mình cho bằng được. Tôi ở Quảng Đông, làng tôi ở đâu cũng có những ngôi nhà như thế này. Phong cách trong video chắc phải từ hơn chục năm trước, bây giờ chúng tôi không xây những ngôi nhà như thế này. Bạn đến từ chỗ nào Quảng Đông? Tôi đến từ Trung Sơn Quảng Đông, rồi đến Thâm Quyến, Phật Sơn, Đông Quan, Chu Hải. Tôi đã đến Quảng Đông làm việc ngay khi mới ra trường. Nói thật thì nhà tự xây ở Quảng Đông là kém đặc sắc nhất. Ngoại thất không thấy gì cả, trông giống như một cái hộp, còn bên trong thì không có nội thất, chỉ được cái tất cả đều là nhà 2 đến 3 tầng. Phong cách thiết kế nhà ở Việt Nam có nguồn gốc từ châu Âu và châu Mỹ nên sẽ đẹp mắt hơn. Tôi nghĩ phong cách thống nhất một khuôn như chúng ta là hợp nhất, hay là do thẩm mỹ của tôi. Việt Nam không phải là nước có văn hóa Âu Mỹ, khí hậu và môi trường địa phương không phù hợp với phong cách này. Những ngôi nhà này trông nó lạc lõng và không đẹp. Một phong cách thống nhất có gì đẹp? Bạn thích màu đỏ, nhưng tôi lại thích màu xanh. Bạn thấy đẹp nhưng người khác nghĩ nó không đẹp. Phong cách kiến trúc của những biệt thự trong video rất hợp với tôi. Đây cũng là ước mơ của tôi. Ở Trung Quốc chỉ có những nhà giàu mới có thể sống trong khu vườn như vậy. Có cây xanh, hồ bơi trước sân, môi trường yên tĩnh và riêng tư. Ở Hồ Nam quê tôi, đa số nhà mái bằng và có rất ít mái dốc như thế này. Nhà ở Việt Nam quả thực rất đẹp. Nông thôn Việt Nam đều có những ngôi nhà như vậy. Nó có ở khắp mọi nơi. Nhà ở nông thôn rất rộng và nhiều người ở nông thôn sống trong biệt thự này. Tôi đã đến Hà Nội. Thật khó để diễn tả kiến trúc ở đó, nó cực kỳ lộn xộn. Ở đó có những ngôi nhà mỏng dính và chật hẹp, có những nơi khác ở Việt Nam thì tôi không biết vì tôi chưa từng đến đâu ngoài Hà Nội. Pháp đã đô hộ Việt Nam hơn 100 năm và có ảnh hưởng lớn đến phong cách kiến trúc của họ. Đó là điều bình thường, chẳng phải chúng ta cũng đang ngày càng áp dụng phong cách phương Tây trong những năm gần đây sao? Người nghèo ở Nhật Bản cơ bản sống trong biệt thự nhỏ, trong khi chỉ người giàu mới đủ tiền mua căn hộ. Còn chúng ta thì ngược lại và Việt Nam cũng vậy. Những tòa nhà cao tầng chọc trời ở Thượng Hải tốt hơn như thế này và ở Trung Quốc có rất nhiều tòa nhà cao tầng, Việt Nam mãi mãi không thể so sánh được với chúng ta. Việt Nam quả thực không như chúng ta nghĩ, ở nông thôn nào cũng có những ngôi nhà như thế này, phần lớn là biệt thự vườn. Ngày xưa đã có rất nhiều người sang Việt Nam làm ăn, những ngôi nhà này là của những ông chủ Trung Quốc. Việt Nam giàu quá, nhà của họ rất đẹp, và tôi thích cách trang trí này. Không nhà nào giống nhà nào, mỗi nhà một kiến trúc rất độc đáo. Người giàu có ở khắp nơi trên thế giới,
cho nên chúng ta đừng kiêu ngạo, chưa chắc bạn đã nhiều tiền bằng họ. Cơ sở hạ tầng ở thành phố Việt Nam quá nghèo nàn, còn nông thôn thì khác hoàn toàn. Điều này có thể liên quan đến việc họ thích sống ở nông thôn hơn là ở thành phố. Tôi xin nói rằng, đây cũng giống như những ngôi nhà tự xây ở quê tôi, nhưng kiểu kiến trúc hoàn toàn khác. Ở quê tôi, đều là nhà lầu, ít nhất cũng 2 tầng, còn ở Vido là nhà 1 tầng. Đúng là nhà của nhiều vùng nông thôn Trung Quốc là nhà lầu, nhưng đó là nông thôn mới, còn kiến trúc quá đồng nhất và giống nhau, không có gì đặc sắc. Còn nhà ở nông thôn Việt Nam có kiến trúc đa dạng, không nhà nào giống nhà nào. Tuy là nhà 1 tầng nhưng có cảm giác thoải mái, rộng rãi và sang trọng. Tôi chưa từng đến Việt Nam và cũng mới chỉ đến Phuket ở Đông Nam Á. Những ngôi nhà ở Thái Lan thực sự rất bình thường và không thể bình thường hơn. Hầu hết những người giàu nhất ở Đông Nam Á đều là người Trung Quốc. Người Trung Quốc ở Việt Nam đã bị trục xuất về nước từ lâu. Ai nói với bạn rằng hầu hết người Hoa ở Việt Nam đã bị loại trừ, hãy đến thành phố Hồ Chí Minh và xem trước khi nói chuyện. Bạn ấy chỉ đang nói về những thập kỷ sau chiến tranh Việt Nam. Trong những năm gần đây, người Trung Quốc đến Việt Nam rất nhiều. Ở Đông Nam Á, hầu hết tỷ phú giàu nhất đất nước đều là người Hoa, nhưng Việt Nam lại không có ai cả. Việt Nam là quốc gia có tiềm năng to lớn. À, tuy tôi không đánh giá thấp Việt Nam, nhưng chỉ có thể nói là dân số của họ đông, nhưng Việt Nam chưa có chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, nên rất khó để phát triển. Người dân Việt Nam khá giả, nhưng xây dựng đô thị ở mức trung bình. Nhiều nhà ở nông thôn được xây dựng tốt hơn nhà của chúng ta. Khi chưa đến đó tôi cũng không tin, nhưng đó là sự thật. Nhiều người Trung Quốc nghĩ rằng họ rất nghèo. Tại sao bạn không đến các thành phố ven biển Phúc Kiến để ngắm nhìn các vùng quê? Ở Trung Quốc có quá nhiều người giàu không thể đếm được, nên ở cấp độ quốc tế thì người Việt Nam rất nghèo. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ khuyên các bạn nên đi ra ngoài và tìm hiểu mà thôi. Tôi có giải thích thì các bạn cũng không tin. Ở đâu cũng có vùng giàu và vùng nghèo, chủ yếu phụ thuộc vào tỷ lệ. Người Việt Nam chủ yếu sống trong những ngôi nhà làm bằng ván gỗ và không có nhà bếp, nhà vệ sinh. Đây chỉ số ít nơi giàu có ở Việt Nam mà thôi. Những ngôi nhà của họ được xây theo phong cách châu Âu hơn và những ngôi nhà ở Đông Hưng Trung Quốc cũng được xây dựng theo phong cách châu Âu giống như vậy. Là người Quảng Tây, tôi dám khẳng định rằng không có ngôi nhà nào ở quê tôi trông như vậy cả. Quảng Tây cũng có biệt thự, nhưng Việt Nam thích phong cách châu Âu như thế này hơn. Nó đẹp và sang trọng. Tôi không ca ngợi Việt Nam, tôi đang nói sự thật. Đâu chỉ có ở Việt Nam có những ngôi nhà như thế này. Chúng ta cũng không thiếu những ngôi nhà nhỏ kiểu phương Tây. Cũng có rất nhiều ngôi nhà kiểu châu Âu và kiểu Trung Hoa ở Đại Lục. Hãy nhìn những ngôi nhà được người Việt chụp ảnh trên TikTok. Chúng thực sự sang trọng và đẳng cấp. Việt Nam cũng có nhiều người giàu như vậy sao? Tôi cứ nghĩ họ đang sống trong nhà tranh chứ. Nhà ở nông thôn Trung Quốc thiếu thiết kế, thô sơ nên không tốn tiền. Tôi đã thấy nhiều nhà như vậy ở các vùng nông thôn Quảng Tây. Nếu tôi không phải là người Quảng Tây thì tôi đã tin bạn rồi. Những năm gần đây, một số công trình xây dựng quả thực đã được chú trọng đến bố cục và ngoại hình. Nhìn chung các vùng nông thôn ở Quảng Tây vẫn chủ yếu sử dụng loại nhà nguyên khối. Nhà ở Việt Nam rất thích những họa tiết phức tạp, thế hệ sau có lẽ cũng thích sự đơn giản như chúng ta. Nhìn những ngôi nhà ở các làng thị trấn ở phía Nam Trung Quốc, có ngôi nhà nào không hoành tráng bằng thế này đâu. Của cải ở Việt Nam là ở trong dân, đất nước không có nhiều mà dân lại rất giàu. Việt Nam chỉ có một bộ phận người giàu, còn lại đang ở dưới mức nghèo đói. Hãy ra ngoài nhìn nhiều hơn và nhìn thế giới, đừng ở trong một mảnh đất rộng 3 mẫu. Hãy nhìn ra thế giới bên ngoài nhiều hơn, điều đó cũng sẽ tốt cho bạn. Điều này thực sự không đúng, nếu bạn đã từng đến Việt Nam thì sẽ không nói như vậy. Quả thật Việt Nam hiện nay đang phát triển rất nhanh. Điều này là không thể, tôi nhớ ngày xưa họ ra Quảng Tây chặt mía, mười mấy năm mà đã giàu như thế này rồi sao? Tôi từng biết một người Việt Nam và tôi cảm thấy mức sống gần như ngang bằng với những người dân nông thôn bình thường ở Trung Quốc. Quả thực tôi thấy nhà ở nông thôn Việt Nam rất đẹp, có thể không giàu có như ở Trung Quốc, nhưng tính thẩm mỹ thực sự hơn hẳn nhà nông thôn Trung Quốc. Trong tương lai, giống như Thâm Quyến và Đông Quan, tất cả những ngôi nhà này sẽ bị phá bỏ và chuyển thành cho thuê cao hơn 10 tầng. Thâm Quyến và Đông Quan có rất nhiều ngôi nhà như vậy trong những năm 1980 và 1990. Có lẽ là không, khi quan sát Việt Nam trong thời gian này, tôi không thấy có làn sóng lao động di cư lên thành phố. Phần lớn họ sống cuộc sống nho nhỏ ở nông thôn. Việt Nam thực sự là một vùng nông thôn rộng lớn.
Sai rồi, mấy năm gần đây, Việt Nam đang thay đổi. Nếu đi Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, sẽ thấy trước và sau dịch có sự thay đổi. Trước dịch chưa có thanh toán di động và chưa mua sắm trực tuyến, bây giờ thì có. Trước dịch thì ít ô tô. Giờ ngoài đường có nhiều xe Mercedes-Benz. Trước dịch chỉ có người Trung Quốc đi du lịch, bây giờ ở Trung Quốc có rất nhiều người Việt Nam đi chơi, điều đó cho thấy Việt Nam đang thay đổi. Không cần phải đến Việt Nam, chỉ cần nhìn vào số liệu. Con mắt có thể đánh lừa bạn, nhưng số liệu thì không. Xét theo số liệu thì tôi không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào ở Việt Nam. Tôi ở Việt Nam đã 7-8 năm, số liệu là hư cấu, chỉ có mắt mới có thể không lừa được. Đó là sự thật và tôi đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Phía trên là một số bình luận của dân mạng Trung Quốc. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.